Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như mình đã nói thì mình sẽ làm một clip về Florentino đi rừng nha. Thì trong clip này mình sẽ cầm Florentino đi rừng nha mọi người ơi. Ok, thì trang bị cũng rất đơn giản. Mình chỉ có thay cái trang bị đầu tiên bằng trang bị đi rừng mà thôi. Rất là dễ hiểu. Và các bạn, những trang bị đằng sau thì mình vẫn lên như vậy thôi. Về trang bị cuối thì các bạn có thể thay đổi cái món giáp hộ mệnh bằng một trang bị khác khác nha mọi người. Ok, thì bảng ngọc thì vẫn như vậy và chẳng có gì thay đổi cả. Sau mùa tới thì vị tướng này sẽ bị giảm sức mạnh nha mọi người ơi. Nó sẽ giảm sức mạnh từ chiêu 2 rất là nhiều luôn, giảm cả cái phần trăm sát thương chuẩn nữa mọi người ạ. Ok, clip này mình chỉ đánh thường thôi nha mọi người. Bởi vì vị tướng này thì hiện tại thì vẫn auto cấm và chả ai pick được cả. Thì sang mùa mới này, sang beta 20 này bị giảm sức mạnh, nhưng mà mình cũng không biết là nó có còn bị auto cấm được không. Cái này thì mình không biết, bởi vì sang beta 20 này nó còn rất là nhiều sự thay đổi. Ok, thì đi rừng thì vẫn cứ quanh đi quẩn lại lấy cái con quái này thôi mọi người ạ. Về kỹ năng cũng như bảng ngọc như nào thì các bạn quay lại clip trước nha. Clip này mình chỉ cầm Florentino đi rừng thôi cho mọi người xem. Thì vị tướng này theo mình đánh giá thì đi rừng khá là nhanh. Thế mình đánh giá là cũng nhanh nha mọi người. Ok, hơi căng, trận này hơi căng nha. Chỉ còn nhầm thì còn 3 ngày nữa kết thúc mùa 9 rồi mọi người. Sang mùa 10 thì sẽ có thêm một cái bậc danh mới, đó là tinh anh. Khi các bạn lên kim cương xong mà các bạn đánh lên cao thủ thì sẽ phải đánh qua cái bậc danh tinh anh đó. Và sẽ có tinh anh 5, tinh anh 4 đến tinh anh 1 nha mọi người. Ok. Khi các bạn bắt đầu chơi mùa 10 thì ở cái đầu tiên thì các bạn sẽ phải đấu hạng để khởi động. Đối với những bạn mà chưa đấu hạng thì nó sẽ khởi động 3 trận, còn những người đã chơi và đấu hạng nó sẽ khởi động đấu 7 trận nha. Ok, thì có rất là nhiều sự thay đổi. Tiếp theo là thay đổi về trang bị này, xong rồi là thay đổi về rồng sẽ ra, thời gian xuất hiện này nọ rất là nhiều mọi người ạ. Ok, mình sẽ gank ở dưới này, chạy đâu bạn ơi. Ok, mình chỉ hỗ trợ thôi các bạn ơi. Đi rừng đi gank mà. Ok, bạn này là của tôi hả? Khá là đen, mình hụt chiêu một lần nữa. Vâng, lại hụt chiêu một lần nữa. Vâng, và cái phần giá phải trả là phải lên vàng đây. Thực sự pha này bạn Dark Lord né chiêu một của mình rất là hay luôn. Phát đầu tiên thì mình tung hụt thì mình cũng chả gì bàn cái cả, nhưng mà phát thứ hai khi mình tung thì bạn đó là sử dụng chiêu 2 để né. Chơi rất là hay nha. Ok, như vậy là sau khi mình gánh lần đường dưới thì chỉ có được 2 điểm hỗ trợ các bạn ạ. Ok, như tiêu đề thì ăn qua Q như nào thì các bạn cùng xem clip của mình nha. Thực sự các bạn mà chơi vị tướng nào các bạn chỉnh chiêu chuẩn xác này thì mình nghĩ là cần tìm cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà các bạn phải tránh được sát thương, tránh bị sốc sát thương nha. Nếu mà bị sốc sát thương là các bạn không bao giờ cân được đâu. Chỉ cần bị sốc phát các bạn chết thì các bạn còn chưa tung được kỹ năng này, các bạn đã lên bảng thì sẽ không có chuyện là cân tim được đâu. Ok, gank này. Ui dồi ôi, mình không nhận được mấy cái hoa kia. Hơi khó nha. Ôi. Vâng, đánh lối là như này đây. Mình vừa đi gank và máu của mình chỉ còn tầm 1/4 thôi mọi người ạ. Càng nha, mình còn một cây máu thôi. Ok, bởi vì đằng dưới không có ai đép lính nên mình sẽ đép nha.
Ui, tí nữa là bị chủ bắn chết, là một pha chết ngu người nha. Wow, AD mình có vẻ chơi hay nhờ. Cảm ơn Q rồi. Các bạn đi farm, các bạn đi rừng thì các bạn phải... Vâng, biết rừng, biết rừng. Chắc là Superman nó có ý chửi mình rồi nha. Kiểu cũng sao. Căn bản là nếu mà các bạn phế thì các bạn phải đi farm nhiều vào. Còn các bạn phế, đã phế yếu rồi mà các bạn cứ đi giao tranh mà để phế hơn thì thực sự lấy lại trận đấu rất là khó nha. Ok, trang bị đầu tiên là đi rừng, cái trang bị thứ ba mình vẫn lên áo choàng lửa nha. Sắp tới áo choàng lửa bị thay đổi, không còn sát thương vật lý nữa mọi người. Thay vào đó nó sẽ cộng máu nha. Và thay đổi cái nội tạng, cái lửa đốt kia nó sẽ bị mất cái chỉ số đốt phép đi. Thay vào đó là nó sẽ đốt thành 2% máu. Ok ok, chạy đâu bạn ơi. Vâng, mình vẫn không vét được mạng này luôn mà AD của mình có vẻ như là lưới dài phết. Nhưng không sao, mình vẫn hỗ trợ và lấy được một điểm từ chiêu cuối nha. Tôi đã chiêu cuối, ok, mình sẽ ăn luôn con bùa này. Không biết rừng bạn đang đi ăn bùa đỏ hay ở nơi đâu. Mình sẽ hộ rừng bạn farm luôn. Ok ok, có cái gì đâu không ổn rồi mọi người. Chạy đâu bạn ơi, bạn không chạy được đâu. Ok, cả bạn này nó chạy đâu mà bạn. Vâng, 1-2. Ui ui ui, chạy chạy. Pha đấy có vẻ mình di chuyển hơi lối một tí nhưng mà không sao. Cái giá nó trả vẫn chưa đắt. Ok, mình có 2 điểm nội tạo nha. Nội tạo được chiêu cuối nha, sẽ cộng 40 công vật lý. Ui ui, cái gì đây? Vâng, một ngồi của Zuka và một đột phá là khiến mình được lên bảng mất nhồi. Vâng, Superman của chúng ta có chạy được không? Vâng, ta vẫn chạy rất là nhanh và đã sống được pha đó rồi. Vâng, anh The Flash rất là hay. Vâng, anh đã quay tay được một mạng. Vâng, trận đấu bắt đầu có vẻ như kéo về phía mình rồi nha. Mọi người xem clip của mình nhớ like, đăng ký kênh của mình nha, để ủng hộ mình làm thêm các video tiếp theo. Ok, mọi người nhớ để lại một bình luận này nha. Mình sẽ cố gắng đọc bình luận của các bạn. Các bạn có yêu cầu làm về vị tướng nào thì nhớ comment bên dưới để mình làm nha. Mình sẽ cố gắng thực hiện. Tướng này theo mình thấy thì solo đường là hợp hơn nha. Sự đi rừng thì mình cảm thấy là nó không phát huy được sức mạnh cho lắm. Ok gang luôn này. Ui khó nhờ. Vâng, không chơi được các bạn ơi. Mình cần đi rồi nha. Vâng, pha này mà mình lao lên là nguy cơ. Lại lên bảng điểm số dưới tay của bạn Joker. Vâng, bạn ấy vẫn đuổi theo mình các bạn ạ. Ôi tung chưa một hướng. Mất con quái rồi. Vâng, bạn Superman lại bắt đầu khá là căng mọi người. Thực sự cái lúc mà mình vừa pick vị tướng này đi rừng thì đã ăn rất là nhiều gạch đá của từ đồng đội rồi. Vâng, ở trong đánh thì cũng phế và ăn luôn một câu của Superman là biết dừng. Bét dừng, ý của bạn là bét dừng đấy nhưng mà bạn biết thành biết dừng. Mình vừa có chơi được vị tướng này thứ 10 mấy trận ấy. Mình trận này là mình cầm đi dừng nha. Có vài trận mình cũng cầm đi dừng rồi nhưng mà thua nên là mình không làm video nữa. Ok, ăn luôn con bùa này đi. Vâng, nguy cơ pha này bị ganh rất cao nha mọi người ơi. Ok, cái nội tạng này có tác dụng lên trụ nha. Nhưng mà mình ok, bắt đầu đánh nhau.
và Zuka chỉ bảo ngồi phát xong chạy. Ok, một vừa này, một vừa này. Vâng, mình chấm dứt mạng đầu tiên. Vâng, mình có ăn được mạng thứ hai không? Ok, ok, vâng, mạng thứ hai đây rồi. Vâng, chúng ta có ăn. Vâng, vẫn mạng thứ ba. Ok, và đây là mạng thứ tư. Qua the queue nha mọi người ơi. Trời ơi, pha này thực sự à. Mình né chiêu cuối của vị tướng Indip rất là hay luôn. Bạn ấy can chiêu, bạn ấy tung về phía trước nhưng mà mình lại quay lại đánh bạn ấy, nên là mình ăn qua the queue nha mọi người. Vâng, nhiều lúc mình cũng xuất thần mà đéo hiểu tại sao mà nhiều khi mình can chiêu chuẩn nhưng mà lại không thể đánh được. Ok, trận đấu đã bắt đầu ngang cơ nha. Ở đầu trận và gần giữa trận thì team mình thua. Vâng, không có gì đấy rồi. Mấy anh qua đăng kêu xong xuống đây mỗi thông ca không mà mình đánh cũng lại. Vậy mà ở trên mình có thể trước đấy là mình có thể cân bốn. Vâng, bạn giờ đã làm cái gì đây? Ok, một pha khá là hên của mình để lấy được qua đăng kêu. Ở cái video lần trước thì mình trả được lần nào thì có được đắp một kêu không ạ? Ui, sao cái gì vậy? Khá là khó nha. Chúng ta bị mất bùa xanh rồi. Vâng, mất luôn con rồng bạch. À, vị tướng này không cần mana đâu. Mình ăn đúng chỉ để hồi chiêu thôi. Nếu mà mấy bạn kia hoan thì mình sẽ ăn. Vâng, gì đấy. Ôi, không ăn được mọi người ạ. Vâng, mình lại tung hụt chiêu 1 luôn. Và cái giá trả thì là như này đây, lên bảng luôn. 35 giây. Vâng, cái gì vậy. Ok, team bạn bắt đầu là lật kèo nha. Và ngu người đến từ vị trí rừng. Một chiêu một của Joker mà lấy đi còn mình nào. Ok nào. Wow. Thôi xong rồi. Nhưng mà vẫn chưa thua được mọi người. À, mình sắp lên bảng điểm số sau mình sẽ sống lại. Càng rồi nha. Ok, bạn Luka chạy. Mình sẽ không cần đi đánh nhau và mình đi đánh được luôn. Hôm qua mất điện. Hôm kia mất điện nên là hôm kia mình không áp được video mọi người. Thì hôm qua mình mới ra ngoài sản phẩm của đội team là mình bắt mạng của họ để tạo ra một cái. Ok, Khang nhiều bạn lại có tốc biến này. Vâng, pha vừa nãy đúng lúc giao tranh thì cái video của mình bị dừng lại. Bởi vì cái ứng dụng, không phải ứng dụng mà cái đúng không? Đây vẫn là một ứng dụng nha. Quay màn hình ấy, quay video màn hình ấy. Chỉ được hơn 13 phút thôi nó lại bị dừng. Và pha này dừng đúng lúc quá và mình chết luôn. Ui. Nhiều khống chế quá. Vâng, làm cho bạn Superman phải sắc mặt. Ok, vâng, lại quay lại ủi luôn. Vâng, một pha xử lý có thể nói là hai đến từ vị trí Tulen. Nhưng mà bạn ấy có sống pha này không? Vâng, bạn ấy ở trong bụi. Ok. Ôi, và làm bạn cái cuối cùng thì cũng chỉ là cái mất cái giáo hồn mệnh của bạn Nakroth thôi các bạn mọi người ơi. Mày càng nhỏ mình phun đồ nha, bây giờ mình chỉ có đẩy lính đép đường và đẩy trụ thôi. Từ trận này mình nghĩ là thua, càng nhơi càng thua nữa. (Cười)
cái gì đấy kia. Đã có bắt đầu những câu chuyện. Ok ok, mình hụt chưa cuối rồi. Thôi xong rồi. Vâng, đúng lúc mình hồi sinh thì ăn ngay một người, một mông thần trưởng của bạn Zuka. Và cái kết là 45 giây lên bảng biển số. Căng rồi nhỏ, chỗ này khá là căng rồi. Thì mình thua sắp mặt rồi. Vâng, AD của mình bên mình lại bị bắt rồi mọi người. Mình sẽ bán món đồ đi kia và lên lên hack root thịnh nổ nha. Găng tay thịnh nổ ấy. Gần thua rồi, mọi người ơi. Team bạn đẩy đẩy yếu thôi. Tại vì team mình thủ cũng khá là khỏe. Ôi nhưng mà cũng xong rồi. Căng rồi nha. Gắt quá. Vâng, chả có gì lại quay lại mấy con quái này cả. Ok, mình sẽ ăn đẩy giết con rồng này nha. Con rồng này nó đẩy chủ khá là nhanh. Vậy nếu mà lượng máu con rồng tiên phong này mà đầy á, nó có thể lấy được một cái trụ nha. Đẩy trụ rất là nhanh luôn. Vâng, bùa xanh thì mình cứ ăn thôi, mình không nhiều đồng đội nữa. Gừng càng già càng cay. Ok ok, sẽ có ra tranh đấy không? Không. Wow, bạn này làm cái gì đây? Wow, một pha cân ba nha mọi người. Vâng, đã một kill rồi. Ok ok, đó không làm gì được double kill. Pha đấy là ban AD bên bạn còn có cái giá hồi sinh. Nếu mà mình nghĩ là ăn double kill rồi. Sorry mọi người nha. Ok, lấy luôn cái trụ này. Vâng, pha này xem bạn chạy đâu. Bạn chạy đâu bạn ơi. Nhưng mà mình không hạ được bạn đấy mà. Cái bạn tu len lại bét rồi. Ok, đẩy trụ luôn này. Đẩy luôn. Ui, thôi xong rồi. Còn chưa kịp đẩy lại chết rồi. Vâng, bạn Superman làm gì đây? Vâng, đi lên bảng luôn. Vâng, AD cũng lên bảng luôn. Team mình chỉ còn 2 người thôi các bạn ơi. Còn một người đó là The Flag. Còn lại AD. Vâng, những câu chửi nhau đã bắt đầu xảy ra rất là lớn rồi. Vâng, bạn này có chạy được không? Không, và cái kết là lên bảng. Nhưng không sao, mình lại sắp hồi sinh mọi người ạ. Vâng, team bạn clear luôn. Nhưng mà lính của bên mình vẫn đẩy cao, nên là team bạn vẫn chưa đẩy được xuống nha. Ok, giáp hồi sinh của mình đã có tác dụng. Pha này phải kết thúc game nha, không là không được rồi. Vâng, mất luôn một mục tiêu lớn rồi mọi người ạ. Lại mất cái con rồng kia rồi. Ok, hụt nhau luôn này. Ôi, mình hụt chiêu cuối mọi người ạ. Thằng Joker nó sử dụng chiêu cuối xong là mình hụt chiêu. Ôi, cái gì vậy? Mấy ra còn chưa đánh nhau, máu của mình đã tụt hết rồi mọi người ạ. Đấy, mình bán cái trang bị kia rồi, mình bán kiếm trí hồn và mình lên Dìu Levitam để trâu hơn nha. Dìu Levitam cộng máu khá là nhiều. Khi các bạn lên xong thì các bạn sẽ được cộng 750 máu. Và cái 30 điểm cộng máu nữa, các bạn có thể thấy kia cái trên biến về. Ok ok, cân team này các bạn ơi. Wow, ăn chim một kill nha. Ô, bạn đã chạy đâu bạn ơi, sao bạn chạy nhanh nhỉ? Vâng, bạn ấy lại còn chạy ngược lại thì hách náo hả? Ok, mình sẽ cố gắng đẩy thắng luôn nha. Ăn chim một kill. Vâng, xem Joker chạy đâu đây bạn ơi. Này, chạy với tôi này. Ok, mình sẽ đẩy thắng luôn. Không là thua nhơi lắm rồi các bạn ạ. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong các clip tiếp theo. Các bạn nhớ để lại comment để...